được gặp lại tất cả quý khách hàng thân thương tại phòng live stream của chúng tôi. Và trong buổi live stream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giao lưu trực tiếp với thạc sĩ bác sĩ Phùng Mạnh Cường, là chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tại phòng live stream của chúng tôi. Bác sẽ cùng chúng ta phân tích một ca khách hàng đã thực hiện dịch vụ bấm mí vĩnh viễn và mũi ép lai cấu trúc được 1 năm. Trước khi mà chúng ta gặp kết quả sau 1 năm thì chúng ta sẽ cùng với bác sĩ phân tích hình trước phẫu thuật của bạn gái. Vâng, em xin mời bác ạ. Xin chào các bạn. Rồi, các bạn thấy đây là cái hình ảnh của khách hàng của mình tên là bạn Sang ha. Trước phẫu thuật cách đây 1 năm, hôm nay rất là vui khi gặp lại bạn. Thì các bạn thấy là trước 1 năm thì bạn Sang có bóng mí tại một cái nơi khác rồi. Thì sau bóng mí xong thì nhìn mắt vẫn đang rất là buồn ha. Các bạn thấy rất là buồn. Cái khuôn mặt nó không có toát ra được cái thần thái tốt, rất là buồn. Cái lúc mà em tới thẩm mỹ viện là em bấm mí được bao lâu ạ? Dạ, lúc em tới thẩm mỹ viện là em bấm được 3 năm. 3 năm, à, thì sau 3 năm thì bạn đôi mắt tuy bấm mí rồi nhưng rất là buồn ha. Rồi các bạn thấy cái mũi thấp, cái mũi của bạn Sang thấp. Rồi nó không có sóng cho nên nhìn cái khuôn mặt nó không có đường nét không rõ ràng, cho nên là nhìn nó không có thần thái, không có tốt. Và đây là nhìn nghiêng của bạn thì cái mũi tương đối thấp. Chúng ta đã nhìn thấy đặc biệt là các bạn chú ý về cái góc mắt trong của bạn, nó nhìn nó hai cái đôi mắt nó có hai cái rễ quạt, nó làm đôi mắt nó rất là kiểu buồn, không có thanh thoát. Thì cái trường hợp này cách đây 1 năm chúng tôi đã bấm mí mắt lại cho khách hàng bằng cái phương pháp là bấm mí vĩnh viễn. Thì bấm mí vĩnh viễn thì nó có ưu điểm so với những cái phương pháp bấm mí thông thường là cái nếp mí nó tồn tại được vĩnh viễn và nó đẹp mà rất là lâu dài theo thời gian, nó không bị mất nếp mí hoặc là sụp nếp mí. Song song đó thì chúng tôi có tạo hình cái góc mắt chăm cho bạn để nhìn cái góc mắt nó đẹp hơn, nó sáng hơn. Và cái mũi của bạn thì chúng tôi có sử dụng cái phương pháp nâng mũi mà mới nhất hiện nay, đó là nâng mũi S-line cấu trúc. Nâng mũi S-line cấu trúc là gì? Có nghĩa là đây là một phương pháp nâng mũi mà tạo ra những cái mũi rất là thật. Cái mũi không phải là mũi giả, là mũi thật cho khách hàng. Nghĩa là nó giống như một cái mũi thật. Chúng ta có thể va chạm vào mũi, có thể lắc qua lắc lại hoặc là đụng chạm thoải mái mà không hề gây đau đớn. Và nó bền vững suốt đời, nó không có một cái biến chứng gì cả và nhìn rất là thật. Nếu như mà bây giờ các bạn có thể gặp bạn Sang tí nữa để bạn có thể biểu diễn những cái va chạm vào mũi bạn xem là rất là thật, không có ảnh hưởng gì cả. Vâng ạ, xin được cảm ơn những phân tích vô cùng bổ ích của bác sĩ Phùng Mạnh Cường. Và quý khách hàng thân mến, trong suốt thời gian livestream mà quý khách hàng có những câu hỏi cũng như là muốn tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ thì có thể để lại comment hoặc là inbox trực tiếp vào fanpage của chúng tôi, các bác sĩ sẽ trả lời cho chúng ta. Và chắc hẳn là mọi người của chúng ta cũng là đang rất là háo hức được nhìn ngắm vẻ đẹp sau 1 năm của bạn Sang sau khi đã được thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ tại thẩm mỹ viện của chúng tôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Sang ngay bây giờ nha. Xin chào em. Dạ chị. Sang ơi, Sang có thể cho chị được biết là lý do vì sao mà mình lại quyết định là mình đi thay đổi gần như là cả khuôn mặt của mình? Lúc trước em, cuộc sống của em thì em rụt rè lắm, thường thì Facebook đồ là em không có đăng ảnh hay là livestream gì hết á. Xong rồi cũng vô tình thôi, em đi lên điều trị da ở trên Giang Nam á thì có thấy mấy chị làm mắt với mũi ra thấy rất là đẹp á. Xong rồi em thấy vậy cái cũng háo hức, cũng muốn làm, muốn thay đổi mình á. Cho nên em quyết định đi lên làm mắt với mũi luôn. Chúng ta có thể nhìn kỹ ha, đường nét rất là đẹp, rất là hài hòa với khuôn mặt của em. Em có thể cho chị biết đó, là với cái lứa tuổi của mình thì các bạn nữ rất là sợ đau, sợ rất là nhiều thứ mà sợ đau là sợ nhiều nhất. Mà đặc biệt là em vừa làm combo mắt với mũi luôn, thì em có sợ không trong suốt quá trình làm á? Dạ, lúc đầu em làm á thì em cũng sợ lắm. Nhưng mà lúc làm á thì không có đau chị, lúc làm là không có đau mà các bác sĩ á cứ đứng động viên gì đó, nhưng mà thật sự là không đau. Lúc làm xong thì mắt em có hơi sưng một tí,
nhưng mà cũng em may cái là mắt không có bị không có thấy bầm như mấy chị, cho nên em thấy làm xong thì thấy mắt nó sâu á, em cũng sợ. Xong rồi tầm 6 tháng thấy mắt em rất là đẹp. À, cảm ơn em. Và em biết không, trong những cái bài live stream trước cũng như là những chia sẻ của khách hàng khi mà đến thẩm mỹ viện của chúng tôi là sau khi mà thực hiện bất kỳ một dịch vụ nào á thì khách hàng cảm thấy rất là may mắn. May mắn có thể là vì mình đẹp hơn, mình tự tin hơn mà gặp may mắn trong con đường tình duyên nè, sự nghiệp, công việc, học hành. Thì không biết là sau một năm thì em có thể chia sẻ cái cuộc sống hiện tại của mình nó đã thay đổi như thế nào? Cuộc sống hiện tại của em thì em tự tin rất là nhiều chị. Bây giờ lên Facebook em nó thì toàn là hình với livestream mà. Với lại lúc em làm á, là lúc làm về á, là có mấy chị làm rồi á, mấy chị mới đầu làm về em thấy cũng ngại á, do mắt em cũng sâu lắm cho nên làm mình thấy ngại. Xong rồi tầm 3 tháng đó, em đi ra đường chơi á, thì có mấy chị làm cũng đi làm mắt ở chỗ những chỗ khác á, thì có thấy em làm á, thì có hỏi em á là em làm ở đâu mà đẹp vậy, sao không giới thiệu cho chị với, thì em cũng nói là em làm ở Giang Nam á, thì cũng có giới thiệu cho nhiều chị tới đây nè. Lúc đó mấy chị cũng nói là làm những chỗ khác á thì bác sĩ không tư vấn nhiệt tình lắm, với lại làm cũng không có ít ít nhân viên hỏi hỏi thăm đó chị. À, cảm ơn em. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với bác sĩ Phùng Mạnh Cường, bác sẽ phân tích cho chúng ta hình ảnh trước và sau phẫu thuật của bạn Sang. Em mời bác ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Là một trong những ưu điểm khi mà các bạn làm đẹp tại thẩm mỹ viện của chúng tôi thì khách hàng không hề đau trong suốt quá trình phẫu thuật. Thật ra là cái đau lớn nhất khi mà các bạn cắt mí hoặc bóng mí hoặc nâng mũi là đau khi mà tim tê rất là đau, và sau khi nó hết thuốc tê rất là đau. Và chúng tôi đã kết hợp cái công nghệ gây tê độc quyền, đó là cái phương pháp GT Plus, thì nó giúp cho cái quá trình mà gây tê cũng không hề đau, và sau khi hết thuốc tê cũng không hề đau đớn. Cho nên là bạn Sang cũng là một cái minh chứng, có nghĩa là trong suốt quá trình làm thẩm mỹ của bạn không hề đau đớn như vậy ha, rất là không đau, đó là điều rất là tuyệt vời, vì ai cũng sợ đau hết. Và đặc biệt là sau khi nâng mũi và bấm mí, các bạn có thể, nếu mà gặp bạn Sang ở ngoài đường thì ai cũng nghĩ là mắt của bạn tự nhiên hoặc là mũi tự nhiên, bởi vì nhìn nó rất là hài hòa tự nhiên, rất là đẹp và không có cái nét giả tạo và nhân tạo gì cả, rất là hài hòa và tự nhiên. Đặc biệt là cái phương pháp nâng mũi cho bạn là cái phương pháp nâng mũi airline cấu trúc, thì các bạn có thể thấy rằng nó rất là tự nhiên và có thể va chạm ha, hoặc lắc qua lắc thoải mái, em có thể làm điều đó cho các bạn thấy. Em có thể làm mạnh một chút sao được Dạ được. đó. Cái đầu mũi là hoàn toàn bằng sụn tự thân các bạn nha, nó không phải là sụn nhân tạo, cho nên là rất mềm mại tự nhiên, các bạn va chạm và thoải mái, nó không ảnh hưởng gì hết, rất là mềm mại em ha, rất là đẹp. À, vâng ạ. Quý khách hàng thân mến, nếu mà chúng ta có những thắc mắc thì có thể để lại comment hoặc là inbox trực tiếp, thì sau cái đoạn livestream này các bác sĩ sẽ trả lời cho chúng ta nha. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của bạn Sang ngày hôm nay, cũng như là những phân tích của bác sĩ Phùng Mạnh Cường, cũng chính là những cái chia sẻ của em hôm nay cũng chính là những động lực mà các bạn khác mong muốn được thay đổi bản thân mình nhưng mà vẫn còn rất là nhiều băn khoăn, thì hôm nay đã được giải đáp rồi. Rồi các bạn có thể nhìn gần cái mũi một chút xíu. Tuy đây là một cái mũi bác sĩ nâng mũi nhưng mà không có sẹo chút nào cả ha. Thậm chí em có thể đi thi hoa hậu, người ta không không thấy cái sẹo của mình ha. Người ta không không biết, không nghĩ rằng em phẫu thuật thẩm mỹ ha. Các bạn thấy là không hề có một cái dấu tích gì cả. Các bạn biết rằng một trong những cái nhược điểm hiện nay khi mà các bạn làm đẹp những cái nơi những cái chỗ mà bác sĩ chuyên môn không tốt á, thì để lại sẹo rất là nhiều. Chẳng hạn chúng ta cắt cánh mũi để lại sẹo, hoặc là nâng mũi để lại sẹo, hoặc là cắt mí để lại sẹo, nhìn có thể là đẹp nhưng mà có cái sẹo vô tự nhiên thấy nó mất tự tin em ha. Vì rất là tuyệt vời khi mà mình làm đẹp mà không đau, kết quả thì rất là hài lòng, đẹp mà không để lại sẹo,
thì đó là một trong những cái điều mà chúng tôi có thể cam kết với khách hàng khi là đẹp tại thẩm mỹ viện chúng tôi. Và hôm nay thì sau một năm bạn sang nâng mũi và cắt mắt thì bạn có ghé đến thẩm mỹ viện của chúng tôi để mà làm thêm hai cái dịch vụ nữa, đó là độ thái dương và độ cái rãnh cười. Thì nhân tiện đây thì bác sĩ sẽ phân tích cho các bạn thấy rằng là những trường hợp nào nó độ thái dương và những trường hợp nào độ thái cười, để đến cười. Các bạn thấy là thái dương là cái vùng đây, cái vùng này một số bạn nữ nó bị hóp và nó có ba cái cách để mà giải quyết cái vùng này. Một là chúng ta có thể tiêm filler, chúng ta có thể cấy mở tự thân. Tuy nhiên là những cái phương pháp như vậy nó rất là đơn giản và nó đơn giản lắm, nhưng mà nó cái thời gian nó không được lâu lâu bền. Còn cái một cái phương pháp mà cái thời gian lâu bền hơn mà đem lại kết quả là đẹp hơn nữa, đó là chúng ta làm một cái tiểu phẫu độ thái dương. Thì cái tiểu phẫu này được thực hiện trong vòng khoảng 10 đến 15 phút và mang lại kết quả rất là mỹ mãn cho khách hàng, và cái kết quả nó gần như nó duy trì suốt đời, rất là đẹp. Thì các bạn một thời gian nữa khi mà bạn làm này, chúng ta sẽ livestream lại và các bạn thấy được cái kết quả sau khi độ thái dương rất là đẹp. Nó làm cho cái hóp này mất nhiều khuôn mặt nó trẻ ra, rất đầy đặn mà trẻ ra. Đó, và cái rãnh cười thì đây là hai cái rãnh cười. Khi bạn cười, em cười thôi. Đó, khi bạn cười thì hai cái rãnh này nó sâu lại. Để khi em không cười. Đó. Thì và đặc biệt là ở như bạn sang này, các bạn thấy rằng cái môi trên của bạn có vẻ hơi hô nhẹ. Thì khi chúng ta độn cái rãnh cười lên thì nó sẽ làm giảm cái hô đi, và nhìn cái khuôn mặt nó rất là trẻ, nó đầy đặn. Đây là hai tiểu phẫu rất nhỏ, để chỉ được thực hiện trong vòng 10 đến 15 phút là xong, nhưng mang lại một cái kết quả rất là hoàn hảo. Vâng ạ, em xin được cảm ơn bác sĩ và chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt khán Rồi, giả ngày xin hôm chào nay các ạ. bạn. Chào mọi người.